Nhà Kiều Tài Lộc mến chào cả nhà mình trên kênh ha. Nhà Kiều Tài Lộc xin chúc cho cả nhà mình trên kênh dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn ha. Thì hôm nay Kiều Tài Lộc đi đến ông Tà, bà Tà, cậu Tài, cậu Quý, Linh Thiêng nơi đây để trả cái lễ xin tài xin lộc cho cả nhà mình ngày hôm qua. Thì Kiều Tài Lộc có mua bánh và trái cây đó, rượu để dâng lên để trả lễ cho mấy ông. Thì mấy ông độ cho con, trước thì trả lễ, sau thì xin gặp tài gặp lộc cho ngày nay được thắng lớn và gặp gỡ nha mấy ông. Thì có lộc có lá thì con sẽ quay lo đây, con trả lễ cho mấy ông. Thì ngày hôm qua thì Kiều Tài Lộc xin một cái vẽ xăm thôi ha, không quay vẽ xăm thôi ha. Thì ngày hôm qua là ngày Chủ nhật đó, ngày 11 tháng 6 năm 2023, ba miền thì cái lộc xăm là con 11. Thì con 11 thì được về miền Trung 2 lô ha. Được về miền Trung ha. Thì hôm qua ông bà bắt về, được về miền Trung, miền Nam, miền Bắc thì không có về ha. Thì cầu mong ngày nay Kiều Tài Lộc đi đến đây để trả cái lễ cho mấy ông. Thì có trúng lớn thì lộc lớn, có trúng nhỏ thì lộc lọ nhỏ. Thì Kiều Tài Lộc có mua bánh và trái cây đó, mấy ông về dùng và đổ cho con xin tài xin lộc cho ngày nay được thắng lớn và gặp gỡ ha. Thì cả nhà mình thì có xem kênh của Kiều Tài Lộc thì nhớ ủng hộ cho Kiều Tài Lộc một like, bấm cho Kiều Tài Lộc một like, một bình luận, một đăng ký kênh và chia sẻ video ha, để giúp cho kênh Kiều Tài Lộc phát triển, để có động lực sinh tài sinh lộc cho cả nhà mình mỗi ngày. Thì cả nhà mình chia sẻ, bạn bè Zalo, Facebook đều biết Kiều Tài Lộc thì Kiều Tài Lộc rất cảm ơn. Thì cả nhà mình muốn cần Kiều giúp đỡ trang trải cuộc sống nợ nần khó khăn thì trưa nay Kiều đi đến chỗ nơi Linh Thiêng đó để xin tài xin lộc cho cả nhà mình được ngày nay thắng lớn đó. Thì cả nhà mình đó, cứ mình dạng kết bạn vào Zalo đi. Zalo của Kiều Tài Lộc là 0368949187 để giúp cho cả nhà mình trang trải cuộc sống nợ nần khó khăn ha. Thắng lớn vào bờ ha cả nhà. Thì cả nhà mình chơi tâm linh thì phải tin tưởng mà chơi ha. Tâm linh thì có thắng có thua, có trúng thì cả nhà mình trả lễ ông bà, ông bà mới độ cho cả nhà mình được thắng lớn và gặp gỡ ha. Về đây Kiều Tài Lộc có mời mấy ông về dùng bánh và rượu nha. Thì con mời mấy ông chư vị nơi đây thì về dùng bánh và độ cho con xin tài xin lộc cho ngày nay trên kênh và Zalo được thắng lớn và gặp gỡ mấy ông. Thì có lộc có lá thì con sẽ quay lại đây trả lại cho mấy ông. Thì thay nước cũ nha mấy ông, cả nhà. Cái Kiều Tài Lộc thay nước cũ cho mấy ông. Rồi. Ở đây Kiều Tài Lộc để rót rượu mà mấy ông về dùng rượu cho việc như đây. Và dùng rượu và bánh ha. Và đậu cho con xin tài xin lộc cho ngày nay trên kênh và Zalo ha. Và được thắng lớn nha, nổ đầu nổ đuôi nổ ba bốn luôn nha mấy ông. Thì có lộc có lá thì con sẽ quay lại đây con trả lại cho mấy ông. Rồi tiếp tục ha. Rồi về Tài Lộc ha, để đốt nhang để cầu giấy ông bà nơi đây để xin tài xin lộc cho cái nhà mình được ngày nay được thắng lớn và gặp gỡ ha. Thì con thành tâm cầu giấy ông Tà, bà Tà, cậu Tài, cậu Quý, chư vị chư ngụ ở đây, đất đai cho ăn ở đây, cảm ơn chứng minh. Thì đồng thành có mua bánh trả lễ và trái cây và rượu nhang đèn bông hoa để dâng lên để trả lễ cho mấy ông. Thì mấy ông độ cho con xin tài xin lộc cho ngày nay là thứ hai ngày 10 12
tháng 6 năm 2023, ba miền miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Thì ông bắt cho con một quẻ xăm cho chính xác ngày nay. Chúng lớn thì có lộc lớn con nhận lớn, có lộc nhỏ con nhận nhỏ, có lộc thì con sẽ thành tâm trả lễ cho mấy ông. Thì cả nhà mình á thì nhớ bấm cho Kiều Tài Lộc một like, một bình luận, một đăng ký kênh ha, để cho kênh Kiều Tài Lộc phát triển, để có động lực sinh tài sinh lộc cho cả nhà mình mỗi ngày. Thì cả nhà mình chia sẻ, bạn bè Zalo, Facebook đều biết Kiều Tài Lộc, thì Kiều Tài Lộc cũng rất cảm ơn. Cả nhà mình muốn cần Kiều giúp đỡ trang trải cuộc sống nợ nần khó khăn thì cứ mạnh dạn kết bạn vào Zalo của Kiều ha. Zalo của Kiều Tài Lộc là 0368949187 ha. Zalo có để trên màn hình ha. Thì Zalo không có tốn phí, thì Zalo có để trên màn hình đó. Cả nhà mình thì để Kiều Tài Lộc phải cố gắng hết sức để giúp cho cả nhà mình thắng lớn vào bờ ha. Thì cả nhà mình chơi tâm linh thì tin tưởng mà chơi. Tâm linh thì có thắng có thua, có trúng thì cả nhà mình trả lễ ông bà. Ông bà mới độ cho cả nhà mình được thắng lớn và cực cỡ ha. Rồi tiếp tục ha, rồi Kiều xin một cái vẻ xăm cho cái nhà mình ha. Rồi Kiều nay chị Kiều chỉ lắc một vẻ xăm ha cả nhà. Thì con thành tâm cầu giấy ông tà bà tà cậu tài cậu quý linh thiêng nơi đây hà độ cho con, bắt cho con một quẻ xăm cho chính xác ngày nay là thứ hai ngày 12 tháng 6 năm 2023. Ba miền miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Miền Nam là chính, thì ông bắt cho con quẻ xăm cho về ngày mai nổ đầu nổ đuôi nổ ba bốn lô thì có lộc có lá, thì con sẽ quay lại đây con trả lễ cho mấy ông. Rồi quẻ xăm đã rớt xuống ha cả nhà. Rồi để Kiều Tài Lộc lấy lên cho cả nhà mình xem ha. Thì quẻ xăm nay ông bà để lật úp ha cả nhà, chưa thấy số gì ha cả nhà. Thì cả nhà mình nhanh tay bấm cho Kiều Tài Lộc một like ha, một bình luận, một đăng ký kênh ha cả nhà. Thì để cho kênh Kiều Tài Lộc phát triển, để có động lực sinh tài sinh lộc cho cả nhà mình mỗi ngày. Thì cả nhà mình muốn kết bạn vào Zalo thì Kiều sẽ giúp đỡ cho cả nhà mình ha. Kết bạn vào Zalo đi, nhanh tay kết bạn vào Zalo. Zalo của Kiều Tài Lộc là 0368949187 ha. Zalo thì có để trên màn hình đó, Zalo không có tốn phí. Cả nhà mình để kết bạn vào đi thì Kiều sẽ cố gắng giúp cho cả nhà mình ngày nay thắng lớn vào bờ ha cả nhà, trên kênh và Zalo ha. Thì để cho cả nhà mình nhận thấy cái tài cái lộc trên quẻ xăm của ông bà ở đây ha. Đầu tiên là con số 2 ha cả nhà. Đầu tiên là con số 2. Thì cả nhà mình nhanh bấm cho Kiều Tài Lộc một like, một bình luận, một đăng ký kênh ha, để chia sẻ video ha cả nhà. Ồ con 24 cả nhà ơi. Lộc rất là đẹp ha. Thì nay về đầy Đồng Tháp là thành phố và Cà Mau ha. Thì nay miền Nam được 3 đầy. Đồng Tháp, thành phố Cà Mau, về ngày nay cho nổ đầu nổ đuôi nổ 3 4 lô ha cả nhà. Rồi để Kiều Tài Lộc cái cắn giấy gỡ lên cho ông bà bắt về ha. Thì con thành tâm cầu giấy ông tà bà tà cậu tài cậu quý linh thiêng nơi đây, cho ngủ đất đai, cho ăn ở đây,
Cảm ơn chứng minh lòng thành con có nay có mua bánh và trái cây để trả lễ cho mấy ông xin tài xin lộc đó. Thì mấy ông bắt về cho con 24 này cho về ngày nay là thứ hai ngày 12 tháng 6 năm 2023, ba miền miền Nam, miền Trung, miền Bắc, miền Nam là chính. Thì ông bắt cho con 24 này cho về ngày nay là Đồng Tháp và thành phố Cà Mau. Ông bắt về cho con 24 này nổ đầu nổ đuôi nổ 3-4 lô ngay ngày ngay giờ ngay số ngay tháng ngay năm. Thì có lộc lớn con nhận lớn, có lộc nhỏ con nhận nhỏ, có lộc thì con sẽ thành tâm trả lại cho mấy ông. Rồi để kìa tài lộc gỡ lên ở đây cho ông bà bắt về nha cả nhà. Thì buổi xin tài xin lộc để kìa tài lộc để phân bố kết quả cho cả nhà mình xem nha. Cái nhà mình ở kìa chút lát cả nhà. Cái nhà mình xem video đi, đến cái tuôn video cái nhà. Thì tuôn video thì mắc cái xin tài xin nạp cái nhà mình đó để đã kiều để phân bố kết quả cho cả nhà mình xem nè. Thì bổ sinh tài sinh lộc cho cả nhà mình ngày nay đó là thứ hai đó, ngày 12 tháng 6 năm 2023, ba miền miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Thì sinh cái lộc xâm là con 24 ha, thì cả nhà mình đảo là con 42 ha. Cầu mong cho ông bà mình bắt về cho cả nhà mình nơi đây ha, được thắng lớn và rực rỡ nha cả nhà. Và để kìa tài lộc cái gỡ lên đây cho ông bà bắt về nha cả nhà. Thì cả nhà mình á thì nhớ bấm cho Kiều Tài Lộc ha, xem kênh thì bấm cho Kiều Tài Lộc một like, một bình luận, một đăng ký kênh, chia sẻ video ha, để cho kênh của Kiều Tài Lộc phát triển ha, để mấy người mà cả nhà mình á xem video rồi xem từ đầu đến cuối ha, đừng có tuôn video ha, mắc lợi suất ha cả nhà. Thì cả nhà mình á thì muốn cần Kiều giúp đỡ trang trải cuộc sống nợ nần khó khăn thì kiều tài lộc ha, xin tài xin lộc có cái nhà mình đó. Thì tối rồi đó, cả nhà mình muốn cần Kiều giúp đỡ đó thì cứ mình dạng kết bạn vào Zalo đi. Zalo của Kiều Tài Lộc là 0368 949187 ha. Zalo thì để trên màn hình, Zalo không có tốn phí. Cả nhà mình cứ mình dạng kết bạn vào thì Kiều sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cho cả nhà mình ha, được ngày nay thắng lớn ha, cả nhà mình tin tưởng ha mà chơi ha cả nhà. Tâm linh thì có thắng có thua, có trúng thì cả nhà mình trả lễ ông bà, ông bà mới độ cho cả nhà mình được thắng lớn và rực rỡ ha. Thì Kiều cũng xin kết thúc video đây ha cả nhà. Kiều chúc cho gia đình cả nhà ha trưa nay chiều nay thì làm ăn cho thuận lợi và tốt đẹp ha, phát tài phát lộc ha. Có xin tài được tài, xin lộc được lộc, được nhiều may mắn nha cả nhà. Xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo.